cập nhật tiến độ thi công, nhà ga sân bay Long Thành, đẩy nhanh tiến độ thi công 3K 4K. Công nhân thi công kết cấu thép. Thi công hàn kết cấu thép. Kết cấu thép trụ nhà ga. Thi công kết cấu thép bê tông tầng hầm. Công tác chuẩn bị cho thi công bơm bê tông. Lắp ván khuôn phục vụ thi công bê tông hầm. Xe bơm bê tông. Thi công hàn kết cấu thép. Thi công bơm bê tông tầng hầm. Lắp nhà xưởng phục vụ thi công nhà ga.